mời chuyên Anh, chuyên Lý cùng các thầy trong chi đoàn giáo viên và các tổ được phân công để hạ dù và tháo sân khấu tiến hành công việc của mình. Xin nhắc lại là cô đề nghị các em chúng ta tiến hành đem ghế vào kho. Lớp 10 chuyên Anh, chuyên Lý cùng các thầy trong chi đoàn giáo viên và các bộ phận được phân công công việc. Chúng ta tiến hành hạ dù.